Ok, chào các bạn. Thì cũng rất là lâu rồi mình cũng không có làm video cho các bạn xem đúng không? Thì cũng có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi giống như inbox hỏi mình là tại sao lại nghỉ nhờ một thời gian. Rồi mình nói nghỉ khoảng tầm gần 1 năm đến 2 năm. Tại vì cái khoảng thời gian mình dự định á, mình làm một số cái đây, đằng sau mình các bạn thấy nè. Đó, đây là cái khu trại mà mình đã mở và tốn rất 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 nhiều cái gọi là thời gian, công sức, tiền bạc cũng như là rất là nhức đầu, và mình không thể nào tập trung một lần 2 3 cái được các bạn. Tại vì nếu bây giờ tập trung cả nhờ nó thì nó cũng tốn một khoản tiền rất là lớn, mà tập trung cả về cái trại này nữa thì thực sự là mình cũng tốn rất là nhiều tiền. Tại vì mình xây hai hai khu, có nghĩa là một dãy bên này một dãy bên kia. Bạn thấy thì chắc chắn nếu mà nhiều bạn nào mà có theo dõi Facebook hoặc là Instagram của mình thì sẽ biết là mình có một cái đam mê nữa, đó là gà. Mình rất là thích nuôi mấy cái dòng gà ở Việt Nam, ví dụ như gà rừng này, gà lôi, gà so, nói chung là những cái dòng gà mà đặc hữu của Việt Nam, và mình muốn nuôi. Nuôi ở đây thì nếu nói nuôi không á, thì nó cũng không đúng. Mình nuôi và mình sinh sản, mục đích cao nhất của mình luôn là sinh sản. Nếu bạn nào chơi mình sẽ biết là mình nuôi con gì mình cũng muốn sinh sản cả đó. Thì bạn thấy đây là khu trại nè, có mấy con chó nó sủa hơi ồn nha các bạn, nhưng mà bạn thông cảm, đó là công việc của nó rồi, nó phải sủa như vậy. Thì hiện tại đây thì mình đang đứng ở bên khu gà rừng. Ở chuồng này á là khu đặc biệt, gà này rất là hiếm cho nên mình không có quay được, quay lên đăng lên một cái là nó khóa kênh. Thì rất là lâu rồi mình cũng không có đăng gì nhiều cả. Nói chung chỉ tới cái mùa sinh sản này mình có dành một ít thời gian để mình sinh sản một số nhện ra để mình kiểu mình bán cho vui, với lần thứ hai là để cho các bạn không quên mình thôi. Đây, đây là cái chuồng này á, chuồng này là của gà rừng nè, còn cái bên này á là của gà lôi vằn á, gà lôi vằn Việt Nam đó, đó. Thì nói chung là thời gian mà mình không làm nhện, mày thông cảm nhá, tại vì gà gà với chó ở đây nó rất là nhiều, tại mình muốn nó nhiều để cho nó đỡ bị trộm cắp các bạn. Tại khu này mình cũng ít lên lắm, lâu lâu mình lên một lần thôi. Tại đây là có người cho ăn hoàn toàn hết, mình chỉ lên và mình theo dõi xem là có bị bệnh bị này kia không thôi. Đó. Thì thời gian, công sức, tiền bạc mình dồn ở đây hết rồi. Nói chung là đối với nhiều bạn thì có thể là nó không nhiều, nó chỉ bằng một đôi giày thôi, có thể là một đôi giày Jordan hoặc là một đôi giày gì đó thôi, hoặc là Yeezy, đơn giản là vài đôi Yeezy là hết hết được cái khu này rồi. Nhưng mà đối với mình thì nó rất là nhiều các bạn, tại vì bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công sức cũng như là đam mê. Mấy gà la ồn quá đó, đã dồn hết cho đây rồi. Nhện thì có lẽ là chắc khoảng tầm 6 4 5 tháng nữa thì bắt đầu mình mới ổn định, tại vì cái khu này mình chỉ mới hoàn thành được khoảng 70%, 70% so với dự kiến. Ok, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một mùa Tết, lễ Tết dài nhất thế kỷ vui vẻ. Chào các bạn nha.